Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh Uống Miếng MOBA nha. Thì video trước thì mình cũng đã nói là cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách mà để mà tối ưu nhất để mà chúng ta tìm được bàn đào nha anh em, cái quả đào để mà úp vỏ học đó là cái cục đây nè. Đây cái cục đào tiên nè, đó bàn đào ha. Rồi thì cái cách thứ nhất anh em mua thì anh em có thể vào chỗ mà anh em mua thể lực đồ đồng rồi đó. Đấy anh em mua bàn đào và anh em nên mua cỡ 2 lần cho mình thôi. Bởi vì sao? Thì năm lúc đầu là bán 50 đổi 50 anh em. Mua 2 lần sau thì nó bán 75 đổi 50 thì mình thấy khá là lỗ. Nên mình đã có một cái cách tối ưu nhất để mà cho anh em sử dụng đồng, sử dụng vàng tức là kim nguyên bảo của mình một cách rất là tiết kiệm ha. Để mà mình sử dụng vàng, sử dụng kim bảo mình vào một cái mục đích khác nữa. Rồi còn một cách mua bàn đào đó là ở trong cái bảo tàng anh em. Đó anh em dùng cái điểm bảo tàng của mình. Cái ô này là cái ô lúc nào nó cũng có bàn đào cả. Thì anh em bỏ cỡ chừng 100 đồng thì nó cho anh em 30, 200 thì hình như là 60 cục hay sao á. Mỗi ngày nó cho anh em một lần mua. Đó thì anh em nào mua đang cày Âu Dương Phong thì có thể mua Âu Dương Phong xong rồi xuống mua bàn đào. Đó nó bán cho anh em mấy chục cái bàn đào mà nó bán rất là giá rất là rẻ luôn. Đó cái điểm bảo tàng này anh em kiếm cũng khá là dễ ha. Rồi nói về cái bảo tàng luôn thì chúng ta sẽ xoay quanh được cái trọng điểm cái bảo tàng này. Cái phần bảo tàng thì anh em sẽ vào đấu trường, lộn rồi. Vào cái lịch luyện đó anh em đi bảo tàng vương ha. Rồi cái cách kiếm đào của mình là chủ yếu ở cái bảo tàng vương này. Rồi khi anh em đi thì anh em hãy tạo mới đi, tạo mới để anh em quét được lìa lượt cho nó nhiều. Thì những cái quan trọng là những cái rương đỏ này anh em, cái rương đỏ này anh em mở được đào á. Đây mình đi tới cái rương đỏ cho anh em xem luôn. Đây là ngọc, đây là nó những cái rương xanh này nó cho skill rất là cùi. Đó những cái rương cuối một cái đầu rồng đó, nó sẽ cho anh em cái skill ngon hơn. Rồi khi anh em càng quét cái rương đỏ này, khi anh em mở ra thì hai lần đầu thì nó sẽ mở cho anh em miễn phí cái số đào mở random từ 12 đến 18 này anh em. Đấy hai lần miễn phí. Rồi nhờ cái lần thứ ba thì anh em nào có VIP á, có VIP cao một chút á, ví dụ như là 3, 4 hay 5 gì đó thì anh em có thể mở thêm được những cái lần mở đào nữa, ví dụ như là 12 nè. Đó 12 đổi 12 tới 18 đó. Nó lời hơn là mình khi mà mình vào tiệm mình mua nha anh em. Nãy là tới 75 đổi 50 lần. Đó mình lấy cái số, mình lấy cái số kim nguyên bảo đó từ ở bên tiệm đó, mình đừng có mua, mình mua hai lần thôi. Mình là qua bên này mình mua thì chắc chắn là nó sẽ 1 đổi 1 là ngang rồi. Mình có thể đổi hơn được mấy cục nữa nè anh em. Đấy khi mua 12 đổi 12 đây là 24. Đó 24 thì mình bắt đầu thấy nó sụt rồi nhưng mà mình vẫn có thể mua được nha anh em. 24, đây là 18 tới 24 nè. Đây, vẫn lời hơn là khi mua ở bên kia 24 đổi 19. 36, đấy, em mua tới 36 được rồi nha anh em. Đó, những anh em nào đang thiếu đào để úp á thì anh em mua tới 36 thôi là đủ rồi. Đấy, mỗi lượt đi là 3 lần thì mỗi lần thì nó sẽ có cho anh em một cái rương đỏ để anh em mở bàn đào ha. Thì mỗi ngày sẽ được mở 15 rương. Đó, sẵn anh em làm nhiệm vụ luôn. Đây, tới rương đỏ này anh em mua tới 36 là vừa rồi. Là không có lỗ bao nhiêu cả. Hai lần đầu thì nó cho anh em ri thì mở ngon rồi. Đây, lần sau 12, lần sau 12 nên mua luôn. 24 mua luôn, mua thì được 19, vẫn lời. 36 đổi tối thiểu là 24. Có thể lên tới 30 thì cũng ngon rồi, 27, 36 đổi 27 thì cũng không lỗ bao nhiêu cả. Đấy, anh em quét hết cho mình. Đó, đây là cái nguồn kiếm võ học cũng khá là nhiều luôn anh em. Đó, anh em nào thiếu võ học có thể đi xuyên đi cái hoạt động này lên nha. Đây là kiếm bàn đào này. Đấy, mở nhiều vào. 17, 13. 12 đổi 14 lời nè, thấy không? 12 đổi 15 lời luôn này, 24 đổi 23, đó là cũng là ngang rồi. Đây là 36. 36 đổi 25 là lỗ, hơi lỗ nè anh em, mình thấy hơi lỗ rồi đó. Nhưng mà vẫn đỡ hơn là 75 đổi 50. Đấy, bên này vẫn còn nè anh em.
Đó, mỗi ngày nó cho anh em cỡ 4-5 rương đấy, 4-5 rương đỏ đấy. Đó, anh em tranh thủ kiếm màn đào ở những cái lượt này ha. Tại mỗi ngày mình đi chỉ có một lượt thôi. Anh em nào VIP cao hơn 5, hình như là 5-6-7 gì đó, là nó sẽ cho anh em thêm một lượt đi nữa. Đấy, nhiêu rồi ta? 36. Nãy mình mở tới nhiêu rồi anh em? À, 36, mở tiếp 24 chà. Chắc ngưng 36 luôn á, 36 mở lỗ quá ta. Đấy, mỗi lần có cái ô đầu đầu rồng này thì anh em được thêm một cái skill tím nữa. Mỗi lần đi là được cái skill tím. Đó, anh em nào quay 10 lần xong nhảy qua đây kiếm thêm đồ nha anh em. Ui, Trang Nguyễn Hùng. Trời ơi, thằng này nó mạnh xém bằng mình luôn anh em ơi. Kệ nó, vô diệt nó luôn chứ sao giờ. Ok. Nếu mà chết thì mình sẽ bị mất tướng anh em ơi. Mất tướng cho lượt sau. Nên thôi mình sẽ để con dạ xoa lên trên ải một đầu cái một đi. Ây chà, ở dưới đây ba con có nộ nè, phải diệt gấp thằng này thôi. Diệt con kiếm thánh trước đi. Đấy, anh em khi anh em tạo mới thì nó sẽ cho anh em quét được có tới 13 thôi, còn hai ải cuối thì anh em tự anh em đi ha. Đấy, 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 chỗ nó chưa chết rồi, con đi khà la vậy đó. Đây là cái ải thứ 14 để mà mình kiếm thêm, trội loạn rồi, anh em loạn rồi nó đánh nhau chí chóe. Đó, ải 14 để anh em kiếm thêm đồ ha, kiếm thêm bàn đào ha. Đấy, trời ơi, người kinh két. Chặt kinh két chết trước anh em. Trời, mày không chết hả, mày không chết hả? Ồ, nó đánh cái con dạ xoa của mình bị loạn luôn mới ghê chứ. Trời ơi, hai con đập nhau thấy thương không? Đúng rồi, hồi máu cho nó đi. Chưa chết hả mày? Kinh két này mình nghi nó bỏ hồi sinh vô quá. Chưa, không phải, nó không bỏ rồi. Nó đánh con men nó. Ừ, không choáng. Cứ đập dạ xoa đi, dạ xoa của mình nó đang có hồi máu mà anh em. Nó đang có hồi sinh mà. Chết chưa? Rồi, hồi sinh luôn. Trời ơi, mình ráng cố gắng cái đi lần này không chết đứa nào để đợt sau có thể đi nữa anh em. Hình như mình thấy không ổn rồi, nó gần chết men rồi. Trời ơi, chết men luôn. Không sao, men chết không sao cả. Ok, trận này là win chắc rồi anh em ơi. Tại mình chủ động mình đánh được mà, mình chủ động mình chơi skill mà. Chà, ba đứa. Bích Hải chiều sinh được ba đứa. Rồi, không loạn luôn mới ghê chứ. Đây, Âu Dương Phong đây. Đó, 5 sao nữa nha anh em. Âu Dương Phong mình đang 5 sao cũng khá là mạnh đấy nha, không có yếu đâu. Trưởng chết con Sivot nó nè. Rồi đây được hai con nữa. Cầm đam cho kinh két khá là ghê gớm. Rồi, giết men nó. Đây nè, thù chết tại chỗ. Đó, hồi máu cho nhau đi. Hai tăng hồi máu cho nhau khá là thuận lợi. Đúng rồi, giết luôn. Còn một con nữa thì đâu làm được gì. Đó, anh em ráng cố gắng vượt hết tất cả những ải này để mình kiếm đào cho anh em. Đó, mình đang ở... Trời chết men, tội nghiệp không? Mình đang ở ải thứ 14. À, đây là mở đào tiếp nè. Đấy. Đó, anh em mở tới 24 hay hoặc 36 cũng được. Em nào còn nhiều nguyên bảo thì hãy mở tới 36 cũng được nha. Rồi 36 đổi 26. Anh em hên xui đổi lời hay lỗ hơn cũng được. Chết một con rồi mình sẽ cho một con khác tiêu giao tăng cũng được nè. Đấy, chiến trụi nó 1 triệu, nó 1 triệu luôn kìa. Khi mà anh em đánh cái này thì anh em có thể... Trời ơi, tim nó tàn nổ không vậy? Thì anh em có thể đánh lại được nha anh em, chứ không phải là không đánh lại được đâu. Này thì đấy nó, anh em gặp nếu cường địch thì anh em có thể đánh lại. Qua ba đứa thì chơi chắc được đấy, không sao cả. Loạn được ba đứa cũng được anh em ơi. Trời ơi. Rồi xong, mình chặt chết kinh két của nó là đẹp anh em ơi.
đấy đấy, đứa nào hồi sinh, không có đứa nào cả. Ha, rồi giết cái con quỷ này trước, xì bót nó trước. Đấy, rồi tới con tiểu long nữ, tiểu long nữ nè, rồi tới con xì bót của nó, trừ nổ được là ngon. Ừ, choáng cũng được. Đó, mình được cái mình đi trước anh em nên rất là... Trời ơi, tụi nó loạn kìa, tụi nó đang hỗn loạn, nó đập nhau kìa anh em. Đấy, quỳnh chắc là anh em ơi. Đó, anh em chịu khó đi hết cái bảo tàng vương này để mà mình kiếm đào và úp võ học ha anh em. Đây là mình thấy cái hoạt động này khá là quan trọng, anh em đừng có bỏ lỡ ha. Đây nè, đây nè. Trời ơi, trời chưa chết hả mày, chưa chết hả, chưa chết hả. Đó, anh em mua 24 hoặc là 36 là anh em ngưng là vừa rồi ha. Để những cái vàng đó anh em xài phung phí cũng vậy à. Anh em xài vào những cái này thì nó sẽ có lợi hơn đấy anh em. Bích hãy chịu sinh nè. Đấy, tiêu giao tăng, tiêu giao tăng này hơi hám của nó là sẽ thay vào em vua hà tử của mình nha anh em. Khi mà em nó 4 sao hoặc 5 sao là mình sẽ thay vào con vua hà tử ra và cho con tiêu giao tăng vô. Bởi vì tiêu giao tăng này up skill dễ nên mình sẽ up mạnh dễ tìm nên mình sẽ nuôi em nó luôn. Đấy, game này game về lay mà anh em, con nào ngon nhưng mà nuôi không nổi thì anh em không nên nuôi ha. Lúc đầu anh em xài để đi ải thôi. Rồi đủ rồi nè, đây là thêm cái võ học tím nữa nè. Ờ, huyết ma đao pháp, rồi nói chung cũng được. Đó, đó là cái cách kiếm đào của mình nha anh em. Đó, cái nguồn đào quan trọng là cái nguồn đó đó. Đây, làm nhiệm vụ để cho thêm đào đó nè. Đó, khi anh em tham gia full tất cả các hoạt động nào mà nó cho anh em đào. Đây, cũng cho thêm đào nữa nè. Đấy, trời ơi, 120 đào luôn này. Đó, anh em tham gia những cái hoạt động nào mà nó có cho đào thì anh em cố gắng tham gia hết. Và khi mua đào thì anh em mua cỡ tới hai lần thôi. Để kim nguyên bảo đó, anh em vào cái bảo tàng vương. Anh em mở cái rương màu đỏ. Mở cái rương màu đỏ lượng này anh em thì anh em mở tới cỡ mình thấy cỡ tới 24 là nó vừa rồi. Anh em nào dư nhiều vàng quá, anh em quay võ học xong á thì anh em có thể vào bảo tàng vương anh em kiếm thêm skill và thêm đào ha anh em. Hồi nãy mình kiếm được khá là nhiều đào bởi những cái cách này rồi đó. Mỗi ngày anh em có thể làm một cái vòng xoay lặp lại như thế này để mà kiếm đào cho mình. Rồi anh em nào có cái cách kiếm đào mà tối ưu nhất và hay hơn hoặc là hay hơn và tối ưu nhưng mà tiết kiệm được vàng anh em thì anh em hãy comment bên dưới ha. Rồi nếu có thắc mắc gì anh em hãy để lại comment bên dưới và hỏi mình ha. Rồi thì nếu anh em thấy video này hay bổ ích và đừng quên like, share và nhấn theo dõi kênh của mình nha.